Chào tất cả các bạn. Hôm nay tính chung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với một cái chuyên đề ngữ pháp về rau củ quả. Bước 1 các bạn sẽ kiểm tra các cái từ vựng chúng ta sẽ sử dụng trong quá trình học nhé. Thứ nhất, chúng ta đang nhìn thấy một quả màu rất là xanh đúng không? Chúng ta có đó là chuyển xin chạy hoặc là yến bái chạy. Chuyển xin chạy hay là yến bái chạy thì chính là gì nhỉ? À, đây là bắp cải đúng không? Bắp cải chúng ta đọc là chuyển xin chạy hoặc là yến bái chạy. Chúng ta thấy có một cái bắp cải nó màu như là màu tím đúng không? Thì người ta đọc là tử can chạy, tử can chạy hoặc là tử can lán. Tử là màu gì? Màu tím. Chúng ta tập lại tử can chạy hoặc là tử can lán. Hiện tại là chuyển xin chạy của chi chế hẳn bèn y. Bây giờ là chuyển xin chạy của chi chế mùa bắp cải hẳn bèn y, rất là rẻ. Tử can lán zuo sa la de hẳn hào chì. Tử can lán tức là bắp cải màu tím, zuo sa la de hẳn hào chì, để mà làm salad thì rất là ngon. À, đây là quả gì? Các bạn có biết đây là quả gì không? À, khú lụ. Âm ấn Việt của nó là hồ lô. Chúng ta cùng tập lại nhé. Khú lụ, khú lụ. Kế đến chúng ta sẽ có, à, đây là quả dưa, dưa chuột. Dưa chuột tiếng Trung người ta sẽ đọc là khoáng qua, khoáng qua. Dưa chuột người ta đọc là gì? Khoáng qua, khoáng qua. Hoặc là ta có một dạng nữa to một chút đúng không, chúng ta đọc là tung qua, tung qua, tung qua. Kế đến ta có quả gì đây? Nán qua, nán qua, nán qua. Tung qua thái củ thang tươi sân thị khẩn khỏ, canh sườn hầm bí xanh rất tốt cho sức khỏe. Tung qua thái củ thang tuy sân thị hẳn khó. Tung qua là bí xanh, thái củ thang là canh sườn, tuy sân thị hẳn khó đối với sức khỏe rất là tốt. Khoáng qua lẻng khoai ủ y chín, khoáng qua là quả dưa chuột, lẻng khoai ủ y chín 2,5 đồng một cân tàu. Một cân tàu thì chỉ được bao nhiêu ạ? Có 500 gram thôi. Tua hơ điện nán qua thang có thể giảm phế. Tua hơ điện nán qua thang. Ăn thêm một ít súp bí đỏ có thể giảm phế, có thể giảm béo. Chúng ta tập lại. Tua hơ điện nán qua thang có thể giảm phế. À, các bạn thấy là quả gì đây? Cà chua. Và chúng ta bắt đầu phan chía hoặc là xi hồng sư. Phan chía, xi hồng sư. Yên thảo, xi hồng sư. Tức là quả cà chua dạng anh đào đúng không? Chúng ta tập lại yên thảo, xi hồng sư. Yên thảo là anh đào, xi hồng sư là quả cà chua. 我非常喜欢吃番茄炒鸡蛋。我非常喜欢吃, tôi cực kỳ thích ăn番茄炒鸡蛋.番茄 là quả cà chua, chảo là sốt với, chi đạn là trứng, tức là tôi rất thích ăn trứng sốt cà chua. Chúng ta tập lại. 我非常喜欢吃番茄炒鸡蛋. À, chúng ta có một quả lúa bua, lúa bua, lúa bua. Gì đây? Hú lúa bua là cà rốt. Ta có gì nữa? Yên tháo lúa bua, củ cải đỏ. Tập lại. Yên tháo lúa bua, yên tháo lúa bua. Yuán chía, cà tím tròn. Yuán chía, yuán chía. Ta có
tráng chía chữ, tráng chía chữ, tráng có nghĩa là dài, chía chữ là cà tím dài là tráng chía chữ. Chiang tàu, chiang tàu đó là đậu đũa, chiang tàu. Yến đậu, yến đậu à, đậu cô ve. Quan tàu là đậu Hà Lan. Chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Tàu chía, tàu chía, tàu chía là gì ạ? Là các loại đậu, đúng không ạ? Tàu chía là các loại đậu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Wan tou có thể zuo zheng hao chi de ling shi. Wan tou là đậu Hà Lan, có thể zuo zheng làm thành hao chi de ling shi, những đồ ăn vặt rất là ngon. Chúng ta tập lại. Wan tou có thể zuo zheng hao chi de ling shi. À, rất là tươi xanh. Cai cai, cai chạy là cải bẹ xanh. Các bạn tập lại. Cai chạy, cai chạy. Chinh chạy, chinh chạy là cải xanh. Chúng ta có ta bái chạy, ta bái chạy đó là cải thảo. Các bạn tập lại. Ta bái chạy, ta bái chạy. Oh, khá hảo chứ. Nhìn rất là ngon miệng đúng không? Ta có quá hoa chạy, quá hoa chạy, cải thảo nhỏ. Các bạn tập lại. Quá hoa chạy. Tung thiên chữ ta bái chạy nấng khu phu giảm yến. Tung thiên mùa đông, chữ ăn, ta bái chạy ăn cải thảo, nấng khu phu giảm yến có thể làm đẹp da. Giáng chín, giáng chín đó là quả cần tây. Xiang chín, xiang chín cần tây, mùi tây. Tua chữ chín chạy nấng chữ khẩu trộn. Tua chữ chín chạy ăn nhiều rau cần có thể chữa được bệnh hôi miệng. Chúng ta tập lại. Tua chữ chín chạy nấng chữ khẩu trộn. Ở đây chúng ta có chi chạy, chi chạy đó là rau cây tề thái. Các bạn tập lại. Chi chạy. Chúng ta có chín chân chạy, chín chân chạy là cây hoa hiên. Chín chân chạy. Ta có thén chạy là củ dền. Xoan thái là ngồng tỏi. Xoan thái vị đạo hẳn thiền, chảo rau thơ biệt hào chư. Xoan thiền, ngồng tỏi. Vị đạo hương vị khẩn thiến rất là ngọt. Chảo rau xào với thịt thưa bìa khảo chư rất là ngon. Xoan thiến vị đạo khẩn thiến chảo rau thưa bìa khảo chư. Húng giáng chung củ hành tây đỏ. Húng giáng chung, húng là màu đỏ, giáng chung là hành tây. Chữ giáng chung hành tây màu tím, chữ là màu tím, giáng chung là hành tây. Bái giáng chung hành tây trắng, bái giáng chung. Lão bản, bái giáng chung chín thiên chẩm mơ mai nữa. Lão bản, ông chủ, bái giáng chung hành tây trắng chín thiên hôm nay chẩm mơ mai nữa, bán như nào đây? Treo bái, treo bái là củ niễm. San dọc là củ mài. Mã thí là củ năng, củ mã thầy. Xén chạy
là dưa muối. Bản thân chữ xén có nghĩa là mặn. Trung Quốc人和越南人都爱吃咸菜。Trung Quốc人người Trung Quốc和越南人và người Việt Nam都爱吃đều rất thích ăn dán xài những thức ăn dưa muối, dưa hành muối. Trên đây thì tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn cho các bạn dứt điểm bài cây chủ đề và các loại rau củ quả khi chúng ta nói bằng tiếng Trung. Thì các bạn muốn có thể theo đuổi tốt cái chủ đề này thì các bạn nên là đọc đi đọc lại cái này, đọc đi đọc lại và theo những cái hướng dẫn của thầy Phạm Dương Châu. Thì sau đó thì các bạn sẽ áp dụng các cái từ đó vào các cái câu, thì chúng ta phải ghép vào câu thì các bạn mới có thể nhớ tốt được. Và thậm chí những cái cấu trúc ở trong này các bạn nhớ là chú ý là viết ra. Khi bạn viết ra thì bạn sẽ nhớ được cả từ và nhớ được cả mẫu câu. Và cái này thì chúng tôi làm riêng để tặng cho các bạn là làm trong ngành nhà hàng. Và những cái từ này rất là quan trọng các bạn làm trong ngành nhà hàng, đúng không? Đấy. Và tiếng Trung chấm bên được. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công.